ba thế hệ trong một gia đình ở đất nước Brazil đã trở nên nổi tiếng khi sinh ra với những mảng da và tóc trắng ở vị trí giống nhau do hội chứng di truyền hiếm gặp. Samuel Silva, 7 tuổi, một mẫu nhí nổi tiếng đến từ Bahia, sinh ra với chứng bệnh Piadantism, một di truyền hiếm gặp gây ra tình trạng các mảng da và tóc trắng do thiếu melanin. Tình trạng này cũng xuất hiện ở trong gia đình của Samuel. Mẹ của cậu bé và bà ngoại của cậu bé cũng có những dấu hiệu tương tự gia đình của Samuel đã phải chịu sự phân biệt đối xử do hội chứng kỳ lạ của mình bà cậu bé buộc phải mặc quần áo dài kín mít trong khi chị gái bị đặc biệt danh từ tháng 2 năm ngoái bố mẹ của Samuel đã bắt đầu cho phép cậu bé để tóc mọc khi họ lập một tài khoản Instagram chia sẻ hình ảnh của Samuel và các vết bớt của cậu bé sự thành công của tài khoản mạng xã hội này đã giúp cho cậu bé ký được hợp đồng với công ty quản lý người mẫu trẻ em Sugar Kids vào tháng 4 năm 2019 và giúp cho cậu bé vụt trở thành ngôi sao chỉ trong một đêm. Piaget-Pingem không ảnh hưởng đến sức khỏe của người mắc mà thường bị nhầm lẫn với bệnh bạch hiến, loại bệnh khiến cho các bảng da đổi màu theo thời gian.